Cập nhật thế giới ngày 15 tháng 7 Hằng Lâm vào quân sự mở xin kính chào quý vị Chúc quý vị buổi tối vui vẻ Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mới trong phần cập nhật thế giới sau đây Donald Trump có thể có lợi thế lớn nhờ hình ảnh biểu tượng đi vào lịch sử sau vụ mưu sát hụt Cú phun nóng đấm sau khi bị ám sát hụt của cựu tổng thống Donald Trump đã thể hiện đầy đủ bản lĩnh và cách ông làm chủ tình huống trong thời khắc khó khăn. Hành động đó của ông Trump đã tạo nên hình ảnh lịch sử không thể quên. Khi đang phát biểu về vấn đề nhập cư ở Mỹ trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, chiều ngày 13 tháng 7, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đột nhiên nghe thấy tiếng rít khắc thường. Ông Trump sau đó cho biết trên mạng. Tôi lập tức biết có điều không ổn, rồi nghe thấy tiếng nổ và ngay sau đó cảm thấy viên đạn sượt qua da. Viên đạn xuyên qua vành tay bên phải, máu chảy xuống mặt, chiếc mũ đỏ trên đầu ông rơi xuống, chiếc giày của ông cũng bị tuột ra. Tuy nhiên, thay vì hốt hoảng, ông Trump đã thể hiện bản lĩnh của mình khi được các mật vụ đỡ dậy trên bục phát biểu. Chúng ta phải đi, chúng ta phải đi ngay, một nhân viên mật vụ nói với giọng hối hả khi nhiều mật vụ khác bao quanh, tạo thành một vòng tròn bảo vệ và hộ tống cựu tổng thống rời khỏi sân khấu sau tiếng súng. Tuy nhiên, ông Trump đã đáp lại đầy góc gáp, nhưng vẫn thể hiện sắc thái xa lệnh một cách rõ ràng. Đợi, 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 đợi đã. Ông nhìn thẳng vào đám đông ủng hộ phía dưới và bất ngờ dơ nắm tay lên cao và miệng ông nói, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Sau đó, đám đông vỡ òa hô vang. Nước Mỹ, nước Mỹ, trong lúc các mật vụ vội vã đưa cựu tổng thống đến bậc cầu thang. Khi tới bậc trên cùng, họ tiếp tục dừng lại để ông Trump dơ tay cao hơn và vùng nóng đóng mạnh mẽ hơn. Lúc này, đám đông người ủng hộ đã hét to hơn, thể hiện sự ủng hộ đối với ông. Hình ảnh đã trở thành một khoảnh khắc lịch sử, thể hiện trọn vẹn bản lĩnh Donald Trump. Trong giây phút sinh tử, lằn xanh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hiệu cho người ủng hộ rằng ông vẫn ổn khi một số người trong đám đông bật khóc. Cựu tổng thống đã không vẫy tay hay gật đầu mà ông dơ thẳng nắm đấm lên trời, với khuôn mặt đẫm máu nhưng đầy kiên cường, nổi bật trên nền quốc kỳ Mỹ ở phía sau ngay sau khi bị ám sát hụt cựu tổng thống mỹ donald trump đã cho biết vào sáng chủ nhật rằng chỉ duy có chúa đã cứu ông khỏi vụ ám sát đồng thời ông cũng nói quan trọng hơn tất cả là người mỹ phải đoàn kết và không sợ hãi khi đối mặt với cái ác tình yêu thương của chúng ta lan tỏa với những nạn nhân khác và gia đình của họ chúng ta cầu nguyện cho những người bị thương sớm hồi phục và luôn giữ trong tim chúng ta ký ức về người dân đã mất đi sinh mạng một cách khủng khiếp theo thông tin ban đầu từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, thủ phạm là Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, đến từ Bethel Park, tiểu bang Pennsylvania, cách địa điểm diễn ra cuộc nổ súng khoảng 56 km. Sau khi nổ súng, anh ta đã bị các mật vụ Mỹ bắn hạ ngay tại hiện trường. Hồ sơ cử tri bang Pennsylvania cho thấy Crook đã công khai đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Cộng hòa, nhưng đã quyên góp cho đảng Dân Chủ vào năm 2021. Có vẻ như Cruz đã hành động đơn độc và không có đồng phạm đi cùng. Cựu tổng thống Mỹ Trump đã rất may mắn khi kẻ khai thác sơ hở của đội mật vụ đi theo bảo vệ ông chỉ là một chàng trai 20 tuổi mới lớn, chưa thực sự thành thạo kỹ năng sử dụng súng trường với khẩu súng quân dụng AR-15. Nếu đó là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, thì mọi chuyện có thể đã rất khác ở khoảng cách chỉ 120 mét với một vị trí hoàn hảo để nhắm về phía bục phát biểu của ông Trump về thương vong ngoài tay súng đã bị bắn hạ vụ nổ súng còn khiến một người đàn ông ngồi ở trên đài cao phía sau ông Trump tử vong tại chỗ khi ông cố gắng che chắn cho gia đình nạn nhân là một lính cứu hỏa tình nguyện 50 tuổi thống đốc tiểu bang Joe Shapiro cho biết vào chủ nhật ngoài ra vụ xả súng cũng làm hai người đàn ông khác bị thương nặng và trong tình trạng nguy kịch ông Trump viết trên trang Twitter của mình vào chủ nhật Tôi định hoãn chuyến đi tới Wisconsin và đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa trong hai ngày, nhưng tôi vừa quyết định rằng tôi không thể để một kẻ xả súng hoặc một âm mưu ám sát làm thay đổi lịch trình hoặc bất cứ điều gì khác, do đó tôi sẽ đến Wisconsin theo đúng lịch trình. Các viên chức FBI trong cuộc gọi với các phóng viên cho biết, cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và họ vẫn chưa xác định được động cơ hành động của nghi phạm. Họ cho biết việc tìm ra động cơ đằng sau vụ ám sát là một trong những ưu tiên hàng đầu. Cảnh sát trưởng hạt Butler Michael Slup ngày 14 tháng 7 cho biết một cảnh sát địa phương nhìn thấy tay súng trên mái nhà trong lúc cựu tổng thống Trump phát biểu ở Pennsylvania, song không thể can thiệp để ngăn cản anh ta. Ông Slup cho biết đó là thất bại của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, ông cho hay cơ quan chức năng không nhận được thông tin tình báo hay cảnh báo về mối đe dọa trước khi sự kiện diễn ra ở Butler, nơi chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã công bố vào ngày 3 tháng 7. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nghỉ cuối tuần ở tiểu bang quê nhà Delaware vào thời điểm ông Trump bị ám sát, nhưng ông đã vội vã lên máy bay trở về tòa Bạch Ốc để có thể nắm bắt kịp thời tình hình và lên kế hoạch xử lý vụ án chấn động nước Mỹ này. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhanh chóng đảo ngược chiến lược khi hủy bỏ và gỡ các biển quảng cáo trên truyền hình và đình chỉ các hoạt động truyền thông chính trị khác nhằm vào cựu Tổng thống Trump, mà thay vào đó tập trung vào việc đoàn kết để bảo vệ nước Mỹ. Phát biểu tại Delaware khoảng 2 giờ sau vụ xả súng, ông Joe Biden cho biết ông cảm thấy biết ơn vì ông Trump vẫn an toàn. Ông khẳng định không có chỗ cho loại bạo lực này ở nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng đã lên án vụ ám sát và cầu nguyện cho ông Trump và gia đình ông. Tiếp theo là những thông tin liên quan đến nội tình Trung Quốc. Trung Quốc đập tam hiệp mở 4 cửa xả lũ, ít nhất 7.000 người ở thành phố Trùng Khánh gặp nạn. Ngày 13 tháng 7, đài NTD Tiếng Trung đưa tin, đợt lũ số 2 đã hình thành trên sông Trường Giang, đập Tam Hiệp của Trung Quốc, cũng bắt đầu xả lũ và gây lũ lụt tại nhiều nơi ở Trùng Khánh, thành phố nằm dọc thượng nguồn của con sông này. Mực nước tại nhiều con sông ở Trùng Khánh dần cao đã làm ngập đường xá, nhà cửa. Theo ghi nhận ban đầu, lũ lụt đã khiến 6 người ở huyện Điếm Giang thuộc thành phố Trùng Khánh thiệt mạng và ít nhất gần 7.000 người ở hơn 10 xã và thị trấn đã bị ảnh hưởng. Bộ Thủy lợi Trung Quốc chính thức công bố vào lúc 6 giờ tối ngày 11 tháng 7 rằng trận lũ số 2 năm 2024 trên sông Trường Giang đã hình thành ở thượng nguồn sông. Vào ngày hôm đó, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ để tăng lưu lượng xả nước đến ngày 12 tháng 7 thì đã mở 4 cửa xả lũ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, theo lưu lượng nước theo thời gian thực trên trang mạng Thủy văn Trường Giang, vào lúc 2 giờ chiều ngày 12 tháng 7, lưu lượng nước chảy vào cửa hồ chứa Tam Hiệp là 54.000 m khối trên dây và lưu lượng chảy ra là 33.900 m khối trên dây, gần 40% lượng nước lũ đã được giữ lại trong hồ chứa. Theo số liệu của Tổng trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7, toàn thành phố Trùng Khánh có 29 con sông đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo, trong đó có 16 con sông thậm chí đã vượt mức nước đảm bảo khi đề phòng chống lũ có thể xuất hiện tình hình nguy hiểm như bị phở. Ngày 11 tháng 7, một cây cầu ở thị trấn Giang Khẩu, huyện Phân Dương, thành phố Trùng Khánh đã bị nước lũ cuốn trôi. Một quan chức chính quyền thị trấn Giang Khẩu cho biết, cây cầu đó đang được xây dựng, lũ ở thượng nguồn hiện rất nghiêm trọng. Một người dân làm nghề buôn bán ở dọc sông Đại Ninh thuộc huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh cho hay, khoảng 9 giờ tôi nhận được thông báo phải sơ tán ngay lập tức. Khi tôi di chuyển đồ đạc, đường chính bị ngập khoảng 20cm. Khi tôi vừa chuyển đi, nước cũng liên tục dâng cao. Lúc chuyển đồ xong thì nước đã ngập đến đầu gối. Tầng 1 của mấy ngôi nhà ở đó đều bị ngập rồi. Một người dân khác cũng kinh doanh ở dọc sông Đại Ninh cho biết trong một video tự quay, cửa hàng của chúng tôi bây giờ như thế này đây, mọi thứ đều hỏng rồi. Bây giờ tôi hầu như không còn tiền để thuê nhà, chẳng còn chi nữa. Nối tiếp là một vụ việc bất thường khi Trung Quốc thông báo 4 tàu bị chìm ở vịnh Bắc Bộ. Vietcetam cho biết, theo tin tức đăng trên trang web Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ngày 12 tháng 7 theo giờ địa phương, Cục An toàn Hàng hải thị trấn Pasua thuộc tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo dẫn đường rằng có 4 tàu bị chìm ở vịnh Bắc Bộ, các tàu khác hãy chú ý. Thông báo chính thức này không tiết lộ nhiều thông tin, nhưng nó đã đứng đầu danh sách xu hướng tìm kiếm trên Sohu ở Trung Quốc trong những ngày gần đây. Cơ dân mạng Trung Quốc liên tục bàn tán, chữ ít nhưng là việc lớn đấy. Một cư dân mạng Trung Quốc phân tích, đánh giá theo thời gian công bố thông tin trên trang web chính thức của Cục An toàn hàng hải, nó được phát hành lúc 9 giờ 18 phút sáng ngày 12 tháng 7, điều này ít nhất cho thấy thông tin vụ đắm tàu đã xảy ra có thể là một hoặc hai ngày trước. Điều kỳ lạ nhất là bốn tàu này được thông báo là chìm gần như cùng thời gian và phạm vi rất gần nhau. Vụ việc này gây chú ý rất lớn khi nhiều người thắc mắc rằng rốt cuộc đó là tàu buôn bình thường bị chìm hay là tàu chiến. Sau khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tiếp tục leo thang bằng một loạt các vụ đụng độ và tấn công tàu tiếp tế của Manila tại các hòn đảo ở Biển Đông thuộc chủ quyền của nước này nhưng bị Bắc Kinh chiếm đoạt, Trung Cộng đã mở chiến trường mới ở Biển Đông vào tháng 3 năm 2024 và mục tiêu bị nhắm đến lần này là Việt Nam. Bộ Ngoại giao của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra tuyên bố về đường cơ sở của lãnh hải phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vào đầu tháng 3 năm 2024, cho rằng nguồn gốc pháp lý của đường cơ sở này xuất phát từ luật về lãnh hải và vùng tiếp giáp của Trung Quốc được thông qua vào tháng 2 năm 1992. Do đó, đường cơ sở lãnh hải phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đã được công bố, đồng thời liệt kê một loạt đường thẳng nối liền các điểm cơ sở liên kề. Ngày 14 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như các quyền và lợi ích của các nước khác nhằm đáp lại tuyên bố của Trung Quốc hồi đầu tháng 3 về đường cơ sở lãnh hải ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc thực hiện nhiều đợt thử tên lửa ở nội Mông, Đài Loan trong tình trạng cảnh giác cao độ. Theo Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 13 tháng 7 nói rằng họ đang giám sát làn sóng thử tên lửa do lực lượng tên lửa của Trung Quốc thực hiện ở khu tự trị nội mông cực bắc của nước này. Bộ này cũng nói lực lượng phòng không của quân đội Đài Loan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, từ 4 giờ sáng cùng ngày, họ đã phát hiện nhiều làn sóng phóng thử của lực lượng tên lửa Trung Quốc tại khu vực Nội Mông, cách Đài Loan khoảng 2.000 km. Vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã phóng nhiều tên lửa vào vùng biển quanh Đài Loan, trong khi tập trận để bày tỏ sự tức giận đối với chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Thảo viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi. Đài Loan vận hành các trạm radar mạnh mẽ trên một số đỉnh của các dãy núi cao ở miền trung nước này. Các vị trí có thể quan sát vào sâu trong lục địa Trung Quốc, theo các nguồn tin an ninh. Chính quyền mới của Iran cam kết hợp tác sâu rộng hơn với Nga. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW lưu ý rằng, Iran và Nga tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và hợp tác đa phương, trang Pravda của Ukraine đưa tin ngày 14 tháng 7. Tổng thống mới đắc cử của Iran, Masoud Pezeshkian đã đăng một bài báo trên tờ Tehran Times, trong đó ông ca ngợi Trung Quốc và Nga vì đã hỗ trợ Tehran trong thời điểm khó khăn. Ông Pezeskian cho biết Nga là đồng minh chiến lược và hàng xóm tốt của Iran. Chính phủ của ông sẽ vẫn cam kết mở rộng và ưu tiên hợp tác song phương và đa phương với Nga. Ông cũng nói thêm rằng Iran mong muốn hòa bình giữa Nga và Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nhằm đạt được hòa bình. Đồng thời, đại sứ Nga tại Iran, Alexei Dedov cho biết, Nga sẽ tiếp tục con đường chiến lược tương tự với Iran dưới sự lãnh đạo của Pezeskian, điều mà Nga đã theo đuổi dưới thời cố tổng thống Iran Ibrahim Raisi. Ngoài ra, ông nói thêm rằng, Nga và Iran sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thỏa thuận. Philippines bắt giữ nữ thị trưởng, nghi là quân bài của Trung Quốc Hôm 12 tháng 7, thượng viện Philippines đã ra lệnh bắt giữ bà Quách Hoa Bình, thị trưởng thành phố Bamban, tỉnh Talca, sau khi bà này từ chối tham dự phiên điều trần điều tra về mối quan hệ bị cáo buộc của bà với một tập đoàn tội phạm Trung Quốc diễn ra hôm 10 tháng 7. Hãng thông tấn Reuters đưa tin hôm 13 tháng 7, Philippines đưa ra động thái trên vào thời điểm mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đang căng thẳng chưa từng có và vụ việc đã thu hút sự chú ý khắp toàn bộ quốc đảo này. Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, đứng đầu cuộc điều tra về cáo buộc chống lại thị trưởng Quách, cho biết vào ngày 13 tháng 7, lệnh bắt giữ là bước đầu tiên khiến bà phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Thượng viện Philippines cũng đã ra lệnh bắt giữ một số thành viên trong gia đình bà Quách vì không xuất hiện tại phiên điều tra. Cuộc điều tra của Thượng viện Philippines bắt đầu vào tháng 5 sau khi giới chức đột kích một sòng bạc ở thị trấn nông nghiệp Bamban do bà Quách lãnh đạo, phát hiện những vụ lừa đảo được thực hiện từ một cơ sở được xây dựng thuộc sở hữu một phần của nữ thị trưởng này. Reuters cho biết, vụ án của bà Quách đã vạch trần các hoạt động tội phạm trong ngành cờ bạc trực tuyến, phần lớn do Trung Quốc hậu thuẫn ở Philippines. Bà Quách đã bị bắt sau khi một thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu bà có sinh ra ở Philippines hay không, thậm chí còn cho rằng bà có thể là một quân bài của Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Quách đã liên tục phủ nhận. Quân đội Israel hạ gục chỉ huy lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Hamas ở Gaza. Quân đội Israel cho biết Rafa Salama, chỉ huy lữ đoàn Khan Yonis của Hamas đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào thứ Bảy, trong khi nó cũng nhóm vào người đứng đầu nhánh vũ trang của nhóm này là Mohammed Debs hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 14 tháng 7. Theo quân đội Israel, Salama là một trong những cộng sự thân cận nhất của Daesh và tham gia vào việc lập kế hoạch tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas và Israel. Cái chết của Salama cản trở đáng kể khả năng quân sự của Hamas. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa, Hằng Lâm xin được chúc quý vị buổi tối thư giãn và an lành. Còn bây giờ, Hằng Lâm vào quân sự mở. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.